Xin chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ về cái hành trình mà vượt qua cái nỗi sợ bị phán xét, chỉ trích từ người khác ha. Và ở đây thì tại thời điểm hiện tại khi mình nhận ra cái từ khóa đó thì mình nhận ra một điều, đó là mình không đi so sánh bản thân mình với người khác hay là bắt chước làm theo những cái điều mà người khác đang làm, thì mình sẽ luôn cảm thấy mình không có tốt như người ta. Và ở đây mình đang nói, đang chia sẻ những cái điều mà mình trải nghiệm qua thực tế và những cái món quà mà mình đã nhận được từ cuộc sống, cũng như mình để cho cái dòng chảy và cái năng lượng từ cuộc sống được tuôn chảy qua mình, những cái ý tưởng được tuôn chảy qua mình, và mình thể hiện cái điều đó ra một cách nó tự nhiên nhất. Thì đó là cái điều mà mình để cho dòng chảy của vũ trụ, của cuộc sống tuôn chảy thông qua mình. Đó là cái thứ nhất. Chứ mình không phải là người chủ đích làm cái việc đó. Và cái thứ hai đó là mình sẵn sàng cho cái sự chấp nhận. Mình chấp nhận và mình sẵn sàng cho cái việc mà người khác có thể nói điều này, nói điều kia. Thì nó cũng trong số đó có thể là sự góp ý dành cho mình để mình tốt hơn, mình nâng cấp hơn, mình sẵn sàng với điều đó. Hoặc là mình sẽ sẵn sàng đón nhận những cái tình yêu thương mà mọi người dành cho mình, cái sự ủng hộ và ghi nhận dành cho mình. Và kể cả khi mà người khác không ghi nhận mình thì mình cũng sẽ ghi nhận mình bằng cách mình vượt qua cái nỗi sợ bị phán xét, để chia sẻ, để nói lên những cái điều trong trái tim mình muốn lên tiếng, muốn nói. Và để đi đến được ở cái trạng thái này, mình đang biết về mặt lý thuyết, nói ra thì tất cả chúng ta đều biết hết. Nhưng mà để đi đến được cái trạng thái năng lượng này, mình đang đã có một cái quá trình thực hành để mà thanh lọc thân tâm cho chính mình. Và đó chính là cái phiên bản trong chương trình 7 chuyên đề với thân khỏe tâm an kiến tạo lối sống an. Đây chính là bí mật của tư duy thịnh vượng mà mình đang muốn chia sẻ, đồng hành cùng các bạn, cũng như là coaching cho các bạn cùng thực hành, để chúng ta nâng cấp cái phiên bản của chính mình, để chúng ta sẵn sàng cho cái việc con người bên trong của mình được tỏa sáng. Chúng ta có thể kiến tạo và xây dựng một cái đời sống thịnh vượng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và bây giờ nếu như bạn muốn nhận được sự đồng hành từ phía Minh An thì hãy inbox cho Minh An nhé. Cảm ơn bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye.